xuống cấp, nhếch nhác, cỏ mọc tùm, gây nên tình trạng mất an toàn, an ninh khu vực. Đó là những gì đang diễn ra tại khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Trước thực trạng tình trạng dân số ngày càng tăng với mật độ ngày một lớn, việc hình thành những khu đô thị được coi là xu thế tất yếu. Thế nhưng trong khi đang được xây dựng thì nhiều khu đô thị bị bỏ hoang, thi gan cùng thời gian, gây lãng phí nguồn lực xã hội. Thực trạng này chưa thật sự mang đúng tầm vóc đô thị hiện đại như kỳ vọng. Một trong số đó là khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Khu đô thị Nam An Khánh có quy mô 288,8 ha do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà làm chủ đầu tư. Đi kèm các bản vẽ dự án là hàng loạt chiến dịch truyền thông về một khu đô thị nghỉ dưỡng với đầy đủ tiện ích sân vườn, bể bơi. Chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn 10 km, nơi đây từng được ví như thiên đường khiến nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, sau hàng chục năm triển khai, nhiều dãy biệt thự, nhà biệt thự liền kề tại dự án khu đô thị Nam An Khánh lại bị bỏ mặc, xuống cấp theo thời gian. Có mặt tại khu đô thị Nam An Khánh, lọt vào mắt chúng tôi là những biệt thự lôi nhô, trơ xi măng, tường xi ố màu, phủ đầy rêu mốc. Ngoài những dãy biệt thự đã hoàn thiện phần thô là những lô móng đã định hình ô nhà. Tất cả đều bị cây dại mọc kín, bong chóc, trơ mốc, khiến ai đi qua cũng thấy xót xa. Chỉ có số ít căn biệt thự ở đây đã có người mua và đã được sơn sửa lại. Thế nhưng tại đây vẫn chưa có điện nước đáp ứng nhu cầu ở khu đô thị. Điện ở đây cũng đang phải đi đấu nhờ từ nhà dân ở thôn Yên Lũng. Còn nước thì cũng người dân phải tự khoan để lấy nước dùng. Được biết, dự án khu đô thị Nam An Khánh bắt đầu thu hồi đất nông nghiệp của dân từ những năm 2001